Khoa bất hối hận khi chi 5 tỷ kéo chân. Sau khi kéo chân 3 tháng, thật sự rửng mỡ lắm mới đi làm cái này. Nó tốn thời gian, mệt, tốn tiền, sợ lắm rồi. Để thời gian tuổi trẻ đi ăn chơi sướng hơn các bạn. Sau 2 năm kéo chân, hổ đó bạn. Hổ nhìn hiền ha. Hổ hiền, còn thỏ thì đọc sách là quan văn, con thỏ là tượng trưng cho quan văn. Đây là hướng vô đền thờ của Khổng Minh nè, bật quá là cao luôn. Thì đây là hướng vào mộ của Lưu Bị nữa các bạn. Thì ở chỗ này thì rất là nhiều anh đang mình đã nói cho bạn biết tại Tứ Xuyên này nó cần 1000 con là các bạn. Các bạn hiện tại là mình đang đứng trên cái đường để lên đỉnh núi Nga Mi Sơn. Chỗ này có cái dịch vụ là đi vào cái này các bạn. Theo nam YouTuber, việc chi tiền tỷ để kéo dài chân là một trải nghiệm không phải ai cũng nên thử. Năm 2022, YouTuber Khoa Bắc gây xôn xao khi chi 5 tỷ đồng kéo dài chân thành một M8 tại Mỹ. Sau ca đại phẫu, chàng trai sinh năm 1992 rơi nước mắt vì không thể tự đứng, tự đi được trên đôi chân mới. Anh phải nhờ đến dụng cụ hỗ trợ, sự giúp đỡ của bác sĩ vật lý trị liệu và mất thời gian dài nghỉ dưỡng để hồi phục. Khoa Bắc chọn bệnh viện Southern Hill ở Mỹ để thực hiện ca đại phẫu kéo dài chân. Đây là bệnh viện đắt đỏ và hiện đại nhất thế giới, chi phí 4.500 USD đêm, khoảng 105 triệu đồng. Theo Khoa Bắc, anh có thể sang các nước châu Âu để kéo dài chân với chi phí rẻ hơn Mỹ rất nhiều. Song, nam YouTuber muốn cảm nhận được làm người giàu sẽ như thế nào. Về quyết định kéo dài chân, Khoa Bắc cho biết anh không tự ti về ngoại hình mà muốn trải nghiệm những điều mới mẻ sau quá trình khám phá về du lịch, ẩm thực, thú cưng. Ở tuổi này, tôi cái gì cũng có trong tay, danh tiếng, sự nghiệp, tự chủ tiền bạc, sơn hào hải vị cũng ăn đủ thứ, nên cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô vị. Thành công sớm quá cũng khổ các bạn ơi, nên mình muốn làm gì đó mới lạ cho các bạn xem thôi, Khoa Bắc trải lòng. Để mà cái việc mà kéo chân này nó vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian này nọ, thật sự là mình nói thiệt, mình khuyên bạn là dư tiền lắm, má ở nhà ba mẹ nuôi ăn ngập mỏm, ở không rửng mỡ, má như khỏi búp, thì bạn đi kéo chân còn không, thôi đừng kéo bạn. Thật sự rửng mỡ lắm mới đi làm cái này. Khoa Bắc cho biết anh hối hận khi nhắc về quá trình kéo dài chân ở Mỹ. Nam YouTuber cho rằng ai có điều kiện kinh tế dư giả lắm thì mới nên trải nghiệm vì chi phí rất đắt đỏ và chịu nhiều đau đớn. Tôi thấy kéo dài chân vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có quyết định như vậy, bỏ tiền ra chơi dại là có thật. Chưa kể sau phẫu thuật sẽ có những bất tiện trong sinh hoạt cá nhân, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, Khoa Bắc trải lòng. YouTuber sinh năm 1992 nói, nếu ai đó có 5 tỷ đồng thì nên đầu tư, mua xe, đi du lịch, hay làm gì đó bản thân yêu thích để trải nghiệm cuộc sống. Như vậy sẽ sướng và có ích hơn các bạn, đừng bắt chước giống tôi. Bây giờ tôi cảm thấy khá hối hận, anh bày tỏ. Khoa Bắc gây chú ý khi khoe hiện tại một ngày anh có thể kiếm được 2 tỷ đồng. Trước đó, doanh nhân Vương Phạm sống tại Mỹ tiết lộ về sự giàu có của Khoa Bắc rằng Khoa úp mở là ở Việt Nam Khoa có kinh doanh đất, mua rồi bán lại. Từ xưa tới giờ Khoa cũng khuyên tôi đầu tư vào tiền điện tử. Khoa xài tiền căn bản lắm chứ không hoang phí. Còn tiền ảo Khoa chờ khi nào cao giá mới bán để dưỡng già. Trong một video, Khoa Bắc có dịp gặp gỡ ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng. Trong lúc trò chuyện cao hứng, tỷ phú gốc Việt yêu cầu nam YouTuber giải thích tin đồn trên mạng cho rằng anh hiện nắm giữ hơn 6.000 tiền điện tử. Trước thắc mắc của đàn anh, Khoa Bắc không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ. Anh chỉ cười trừ và chuyển nhanh sang câu chuyện khác. Nếu theo dõi quá trình làm YouTube của Khoa Bắc, có thể thấy anh là người khá chịu chơi và chịu chi. Anh từng bỏ ra hàng tỷ đồng để đi khám phá nhiều nước trên thế giới, đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng, đẳng cấp bậc nhất. Theo ước tính từ Social Blade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, doanh thu mỗi năm của kênh Khoa Bắc có hơn 4,6 triệu người theo dõi là 89.600 USD đến 1,4 triệu USD. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.